Term 128, note or promissory note. A note, short for promissory note, is a legal document that outlines the terms of a loan, including the principal amount, interest rate, repayment schedule, and borrower's obligations. Thuật ngữ số 128, giấy báo nợ hoặc giấy nợ. Giấy nợ là một văn bản pháp lý nêu rõ các điều khoản của khoản vay, bao gồm số tiền gốc, lãi suất, lịch trả nợ và nghĩa vụ của người vay.